các đồng chí thủ tướng đã phát hiện được một cuốn sổ. Alo. Tôi nghe. Anh Thường đây à? Dạ vâng, tôi đây. Tôi ra lệnh, anh dẫn một đại đội cơ động bắt ngay tên Tuất về đây cho tôi. Tuất nào ạ? Trần Như Tuất, PC04. Sao thế ạ? Làm ngay đi. Dạ vâng. Bắt khẩn cấp. Có vấn đề gì báo tôi ngay. Rõ ạ. Cậu đang ở đâu đấy? À thế à, tốt. Xuống văn phòng chú gặp tí nhá. Ngay bây giờ. Vào đi. Chú. Chú cho gọi cháu ạ. Trực đêm hả? Dạ. Ngồi đi. Chú có đôi chuyện muốn trao đổi với cháu đây. Này, thế cháu với cậu Tuất mối quan hệ có tốt không? Dạ, cũng thân thiết ạ. Có đôi lần Tuất giới thiệu cháu với chú. Cậu ấy nói cháu là một đứa rất có triển vọng. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Nhưng tài thôi, chưa đủ đâu. Trong cái nghề của mình ấy, cần thêm hai chữ nữa, đó là sự trung thành. Vâng, cháu hiểu. Cậu ấy tốt với cậu như vậy, vậy cậu đối xử với cậu ấy thế nào? Dạ, cháu luôn ghi nhớ công của anh Tuất ạ. Biết ơn phải bằng hành động cụ thể. Giả sử bây giờ nếu cậu Tuất cậu cần sự giúp đỡ của cháu thì cháu nghĩ sao? Dạ, cháu luôn sẵn sàng. Tốt, có chí khí lắm. Thế đã biết chuyện gì xảy ra chưa? Cháu chưa. Có chuyện gì vậy chú? Có một số kẻ đang định hãm hại cậu ấy. Có việc đó cơ ạ? Chính trị là một trò chơi cứng rắn, dựa trên những toan tính lạnh lùng. Vậy theo chú, cháu phải làm gì ạ? Hiện tại thì Tuất ở lại Việt Nam rất nguy hiểm. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Cậu rời Hưng Hòa mà bây giờ không ai liên lạc được với cậu ấy. Ý của chú là cháu phải đi tìm anh Tuất và bảo anh ấy nên ra nước ngoài một thời gian đúng không ạ? Thông minh, rất thông minh. Cậu cứ gặp cậu ta và cứ nói đây là ý của tôi. Dạ, vâng ạ. Vậy cháu xin phép. Thế nhá. Dạ. Long, Long, Long. Dậy. Long. Long. Dậy đi. Cái gì đấy? Có chuyện rồi. Đi ra ngoài kia nói chuyện.
Mất cả ngủ. Có chuyện gì? Sếp Tuất có chuyện rồi. Tưởng gì? Lúc tối nghe bên hình sự kể rồi. Kể như nào? Thì ông ấy nhận hối lộ của tên trùm ma túy, làm tay trong cho nó, trốn từ chiều rồi. Sao ông anh lại dại thế nhở? Nếu mà có chuyện gì xảy ra, lộ ra cái chuyện của tao với mày đợt trước ấy, không ổn. Thì anh chết, em chả liên quan. Vớ vẩn. Trạng chết ý, thì Chúa cũng băng hà. Mày thoát làm sao được? Bây giờ tao với mày phải tìm cách nào để cứu ông ấy. Cứu á? Em với anh ấy thì tuổi gì? Em cũng không muốn chết chung đâu. Không, mày phải nghe tao nói đã. Có người lệnh cho tao phải tìm ông ấy, bảo ông ấy trốn ra nước ngoài một thời gian. Nếu mà đi chót lọt thì tao với mày mới yên tâm được. Ai ra lệnh? Mày không cần biết. Anh mà không nói ấy, thì anh làm một mình, em chẳng liên quan mà dây vào mấy cái chuyện như này nhá. Này, từ từ đã. Sếp nhẫn lệnh đấy. Cái gì? Anh nói phét, em đếch tin. Sếp nhẫn không bao giờ ra mấy lệnh này cả. Mày ngu thế nhỉ? Ý của chú là cháu phải đi tìm anh Tuấn và bảo anh ấy nên ra nước ngoài một thời gian đúng không ạ? Thông minh, rất thông minh. Cậu cứ gặp cậu ta và cứ nói đây là ý của tôi. Anh cũng liều nhờ. Dám ghiêm cả sếp. Thì nửa đêm nửa hôm ông ấy gọi, tao nghĩ ngay là chuyện chẳng lành. Tao cũng phòng thủ thôi, không ngờ lại là chuyện đấy. Thế bây giờ anh định như nào? Con bé Hằng nhà ông ý, nó thích mày. Ngày mai mày sang nhà mày dò hỏi xem ông bà đấy trốn ở đâu. Tao với mày biết địa chỉ, rồi đến đó truyền đạt ý kiến của sếp nhẫn. Được rồi, mai em qua. Thế thôi đúng không? Đi ngủ đi.